Kính thưa quý khán thính giả, Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đang làm nóng dư luận không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả trên thế giới. Nghị định được Chính phủ Việt Nam công bố hôm 31 tháng 7, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Theo đó, các trang thông tin điện tử cá nhân nhất định không được cung cấp thông tin tổng hợp. Các blogger và những người trẻ sử dụng mạng giao tế xã hội nhận xét sao về Nghị định 72 này? Chia sẻ với chúng tôi, nhà văn và blogger Huỳnh Ngọc Tuấn cho rằng ông cảm thấy thất vọng và khó hiểu về việc làm của chính phủ qua nghị định này vì nó đi ngược lại hướng đi chung của nhân dân. Ông chia sẻ. Cái nghị định 72 của chính phủ Việt Nam vừa ban hành và nó sẽ có hiệu lực từ tháng 9 tới đây. Cá nhân tôi, tư cách là một người đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình, thì chúng tôi cảm thấy thất vọng và rất là khó hiểu. Tại vì nhà cầm quyền Việt Nam họ đang đi không đúng với cái mục tiêu tiến bộ mà nhân loại đang hướng tới. Tôi cảm thấy thất vọng tại vì họ đã không lắng nghe cái nguyện vọng của người dân Việt Nam, nhất là cái giới lớp những người trẻ. Họ không đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại. Và tôi cảm thấy khó hiểu vì chính phủ Việt Nam muốn nỗ lực để cải thiện cái hình ảnh của mình, cũng như muốn cải thiện cái quan hệ với các nước dân chủ, đặc biệt là với Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi mà ông Trương Tấn Sang đi Hoa Kỳ thì chính phủ Việt Nam lại đưa ra một nghị định, tức là nghị định 72, là một nghị định có thể là đi ngược lại với cái chiều hướng chung mà chính phủ Hoa Kỳ đang mong muốn, cũng như nhân dân Việt Nam đang mong muốn. Cho nên tôi cảm thấy thất vọng và cảm thấy khó hiểu về những cái việc làm của chính phủ Việt Nam, thưa anh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, trong nhóm đại diện mạng lưới những blogger Việt Nam, người đã trao bản tuyên bố 258 đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Bangkok vừa qua, cho rằng Nghị định 72 này sẽ kéo lùi tự do thông tin và ảnh hưởng nhiều mặt đến sự phát triển của đất nước, cũng như hình ảnh Việt Nam trong mắt của quốc tế. Anh chia sẻ. Nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là cái nghị định này nó phản ánh cái thủ thuật phổ biến của chính quyền khi cố tình ban hành những cái điều khoản luật nó mù mờ về mặt câu chữ, khó áp dụng trên diện rộng, nhưng mà lúc cần thì sẽ được sử dụng để xử lý những cái người mà chính quyền không thích. Cái nghị định này làm tôi liên tưởng lại cái nghị định 38 cấm tụ tập mà đông người, tức là trên 5 người thì cần phải xin phép, mặc dù ai cũng biết là không thể áp dụng nó trên diện rộng được, nhưng mà những cái lúc cần thiết như biểu tình thì chính quyền đem ra để xử lý những cái người tham gia. Về cái ảnh hưởng của cái nghị định 72 này đối với cái tự do thông tin Việt Nam nói riêng, xã hội Việt Nam nói chung, thì tôi nghĩ là nó sẽ kéo lùi cái tự do thông tin và từ đó thì sẽ ảnh hưởng nhiều mặt tới cái sự phát triển của đất nước cũng như là hình ảnh của Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang vận động để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thời gian sắp tới. Blogger Hành Nhân, một trong những nhà tranh đấu tham gia rất tích cực cho nhân quyền tại Việt Nam, cho rằng Nghị định 72 rất mù mờ và bao biện vì có quá nhiều điều khoản mang tính vi phạm tự do tiếp cận truyền bá thông tin của công dân mạng, đi ngược lại điều 19 của tuyên ngôn quốc tế. Theo như cá nhân tôi thì tôi thấy cái Nghị định 72 này nó rất là mù mờ và nó dễ gây sự hiểu lầm. Trong đó có nhiều cái điều khoản mang tính vi phạm tự do tiếp cận và truyền bá thông tin của người ta, và nó đi ngược lại với lại cái mục đích của truyền thông, đi trái với lại cái điều số 19 trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Thì mọi công dân mạng, những người mà trực tiếp đã bị cái nghị định này nó hạn chế cái nhân quyền của mình trong cái không gian mạng, thì mọi người đều phải lên tiếng. Và tôi nghĩ là ngay chính các tờ báo báo mạng sẽ là đối tượng là bị nghị định này nó gây ảnh hưởng xấu, độc giả của những tờ báo mạng nó sẽ bị giảm sút. Đây là một cái quy định mà nó bóp nghẹt tự do ngôn luận ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, không những bị chỉ trích ngay tại trong nước mà nghị định này đã bị đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội và một số tập đoàn Internet lên tiếng phê phán, cho rằng đó là phương tiện ngăn chặn tự do ngôn luận và hạn chế những thông tin mà người dân có thể chia sẻ trên các mạng giao tế xã hội. Về phía Việt Nam, chính phủ Hà Nội đã bác bỏ những điều chỉ trích này, biện luận rằng nghị định bị hiểu lầm và không hề vi phạm nhân quyền. Trần Như xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt quý vị.